Rồi xin chào tất cả anh em nhé. Nay review cho anh em lại là một cái con bu lông hàng Việt Nam bảo hành 1 năm. Con này tương đương với 2860, 2861 của hàng Mỹ nha anh em. Bu lông này là chuyên để anh em sửa xe máy này, xe hơi này, bắn ốc nồi tay ga phát một ra liền. Đó. Thì con này là lực của nó là lên tới 813 Newton. Đó. Lực siết là 613, lực mở 813. Đó. Thì dành cho những anh em nào mà chuyên về sửa xe máy nha. Đó. Thân máy của nó hiện tại là hàng chính hãng 5 triệu 500 ngàn. Pin 4A hàng chính hãng là 1 triệu 600 ngàn. Sạc chính hãng điện 220 Z. Đó. Đây 220 Z 3A. Thì sạc này có giá là 1 triệu 100 ngàn. Đó. Thì anh em nào mua bộ này, quan tâm bộ này thì liên hệ em qua số điện thoại 093 117 2897. Đó. Thì em sẽ có hỗ trợ giá sale cho anh em. Đó. Còn giá chính hãng là 5 triệu rưỡi này, 1 triệu 6 này, 1 triệu 1 này. Đó, anh em cần thì cứ liên hệ em. Bộ này là chuyên cho sửa xe máy nha anh em. Mã máy của Việt Nam đây nha anh em. Đây. M18F MTIVW12. Đó. 18V. Bảo hành lên đến 1 năm cho anh em yên tâm sử dụng. Pin sạc trong vòng 1 năm anh em sẽ được một đổi một. Khi anh em hư pin hoặc hư sạc sẽ được đổi cục mới. Đó, còn đối với lại body, nếu anh em gặp vấn đề hư mạch sẽ được thay mạch mới, hư búa sẽ được thay búa mới, anh em lưu ý, hư vỏ sẽ được thay vỏ mới, tránh trường hợp là do anh em làm rơi rớt này kia thì anh em phải mua vỏ mới thôi. Đó. Đơn giản một bộ phận của một con khoan chỉ có đa số là vỏ này, bộ mạch này và búa này, nó chỉ nằm cấu tạo nó đa số là chỉ đơn giản là anh em hiểu là chỉ có 3 phần cốt lõi chính thôi. Là đầu búa này, phần búa phần phần trước này này, phần sau này là phần motor này. Motor thì không hiếm khi hư lắm, tại thường thường motor nó hư là hư từ mạch mà hư luôn motor rotor stator. Cho nên là mà cái mạch nó lại liên quan đến stator rotor rồi đó, cho nên là khi hư mạch là nó thay luôn cái cụm này, kể cả chân pin này kia nó thay hết lên tới trên này luôn đó. Thì anh em lưu ý, thường thường anh em sẽ bị hư cò này kia, mà hư cò nó cũng liên quan đến bộ phận mạch luôn, thay thay luôn bộ phận mạch, cho nên là anh em yên tâm khi mua sử dụng hàng Việt Nam nha anh em. Còn nhiều anh em thắc mắc về hàng Việt Nam chất lượng không bằng Mỹ thì em cũng không muốn giải thích nhiều, em chỉ nói đơn giản thôi, như nhau cả. Còn anh em nào cảm thấy Mỹ hơn anh em cứ mua Mỹ đó, thì tùy anh em thôi, tại vì em bán cả Mỹ cả Việt Nam cho nên là cũng không muốn giải thích nhiều, tại vì đụng chạm những anh em bán Mỹ. Đó, cho nên em chỉ nói đơn giản thôi, Mỹ hay Việt Nam như nhau cả. Anh em mua Việt Nam thì anh em có chế độ bảo hành tốt. Còn anh em mua Mỹ hư máy, không có linh kiện thay, thay mắc thì chỉ có vứt máy. Đó, thì đơn giản vậy thôi. Rồi, cảm ơn anh em xem video nhé. Bộ này là thân máy 5 triệu rưỡi này, pin 1 triệu 6 này, sạc 1 triệu 1 này. Anh em quan tâm mua thì inbox em hoặc gọi điện trực tiếp cho em. Đó, để lấy được cái chương trình khuyến mãi giá tốt. Đó. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Số lượng chương trình khuyến mãi của con này hiện tại còn tầm 6 cây. 6 cây dành cho 6 anh em nào mà đang sửa xe máy mô tô này kia. Đó, thì anh em quan tâm thì anh em liên hệ em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nhé. Hôm nay là hình như mùng 6 tháng 10 rồi. Rồi, cảm ơn anh em.